Và quý vị và các bạn thân mến, lễ sinh nhật của Như Quỳnh hôm nay thì được tổ chức rất là ấm cúng tại nhà hàng Hoàng Long. Chính vì vậy mà toàn những là người tình cảm thân mật của Như Quỳnh thôi. Và một lần nữa thì thay mặt cho Như Quỳnh xin trân trọng cảm ơn tới tình cảm của toàn thể quý vị và các bạn cũng như bạn bè, người thân đã không quản ngại đường xa xa xôi để về chúc mừng lễ sinh nhật cho Như Quỳnh. Và để tỏ lòng cảm ơn tới toàn thể quý vị và các bạn thì ngay sau đây xin mời chủ nhân của buổi sinh nhật sẽ có đôi lời lên phát biểu cũng như cảm ơn. Xin mời Thực ra thì em xin được gửi lời tới toàn thể tất cả mọi người. Con xin chào bố mẹ, chào tất cả các anh chị, các cô chú và toàn thể các bạn. Thực ra thì hôm nay cũng rất là vui và rất là hạnh phúc. Và đặc biệt là gửi lời đầu tiên thì muốn cảm ơn từ bố mẹ trước tiên. Nhưng mà để có một buổi để cảm ơn đến bố mẹ, đến mọi người thân của mình, bạn bè thì phải cảm ơn tất cả các anh em đã cùng đồng hành với Quỳnh. Mặc dù thì cùng anh em biết nhau có thể là rất là lâu rồi. Có thể có người như anh Tiến Hưng thì biết từ hồi mà Quỳnh còn học lớp 10. Hai anh em cùng học đàn. Anh Tiến Hưng có thể ra đây với em được không ạ? Ra đi anh. Thì hai anh em cùng nhau học đàn hay là anh Dũng thì có thể nói vừa là một người anh vừa là một người thầy. Bởi vì ngày xưa thì cũng có nguyện vọng đi đàn hát một tí thì cũng nhờ anh kèm cặp nhưng mà cũng sau lại bỏ dở con đường. Hay là anh mới đây thì khi mà bắt đầu phát triển sự nghiệp của mình và bắt đầu muốn nhen nhóm theo các anh các chị vào ngành ca hát thì có anh Tuấn Linh và một cái duyên cơ nữa đó là có chú thân anh Trung là cùng với 4 năm đại học với cả mình. Và có anh trai là anh Hưng, có anh chồng là anh Hà, chị Thiết. Và có cả anh Thái, là vợ chồng anh Thái là hạt đòn đòn. Ngày xưa cũng dìu dắt em trong cái thời mà còn học sinh. Hay là đặc biệt là có cả các chị em. Mà cũng xin thú thật là thỉnh thoảng thiếu 5.000, 10.000 hay 100.000. Thì không mượn được ai thì bị chạy sang mượn các chị, các em. Hôm nay hết sạch tiền rồi, cho tôi mượn 100.000 hay là cho em mượn 100.000. Và thật sự là em rất là cảm ơn tất cả các anh vì là các anh đã rất là vì em. Các anh, các chị đã rất là vì em để cho em có một buổi đón sinh nhật phải nói là rất là đặc biệt. Mà nếu như có thể là không cùng ngành, cùng nghề, không có các anh, các chị thì có lẽ sẽ không bao giờ có được một cái buổi sinh nhật như hôm nay. Mặc dù đã nhiều tuổi rồi nhưng mà cũng muốn là trở lại một chút cái thời ngày xưa. Tại vì ngày xưa nghèo khó quá, có muốn mộng, muốn mơ hay là có muốn cái gì thì cũng không được. Học lớp 12 xong thì bị bắt đi, bị lừa. Đấy, thế là cũng không còn những cái lúc để mình đặt hoa. Và thật sự là cảm ơn chị Hương, bởi vì là một người chị rất là hy sinh. Đấy, toàn hy sinh chồng đứng cạnh em, gọi là bá vai, bá cổ một cách gọi là thoải mái, không có vấn đề gì. Và thật sự là cảm ơn cả em Trang và vợ anh Dũng. Cảm ơn các bạn đã đồng hành với mình. Là bạn quay phim, chụp ảnh, mặc dù đồng hành với nhau có 2-3 sự kiện thôi, cũng chẳng thấm thoát được gì, gửi được 500 triệu bạc tiền xăng xe, tại vì làm thì toàn lỗ. Đấy, cho nên là, hay là kể cả anh Tiến Hưng cũng vậy, làm thì toàn lỗ thôi, xong đưa tiền đến các anh toàn bảo thôi anh lấy tiền xăng xe thôi, thế là 500 triệu bạc là xong, cũng mang tiếng là bầu xô. Đấy, cho nên hôm nay rất là cảm ơn các anh, các chị, cảm ơn bố mẹ, cảm ơn các con, cảm ơn chồng, cảm ơn các anh, các chị và mọi người vì mọi người đã dành một cái thời gian quý báu đến với em. Và cảm ơn cả các em trong nhân viên của Hoàng Long hôm nay cũng rất là vất vả bởi vì chuyển đi chuyển lại mất mấy tiếng đồng hồ. Mặc dù là trời thời tiết mưa, sau thì bày ở bên ngoài rồi lại điện lại chập rồi lại quay về đây, quay vào trong hội trường. Thế là lên thì lại bảo là không hợp với hội trường thì lại quay lên đây. Rất là vất vả. Rất là cảm ơn tất cả mọi người vì đã cho em một sinh nhật rất là ý nghĩa. Cảm ơn anh Phong. Cảm ơn em Hoa đã lặn lội đường xá xa xôi từ Hà Nội, bỏ cả các show của mình hàng 10 triệu, 20 triệu để về đây với em. Mà tiền xăng cũng chẳng được, tắc đường cũng chẳng ai đó nay đưa. Thế em cũng rất là cảm ơn tất cả mọi người và cảm ơn anh. Đặc biệt là mồ hôi mồ kê từ nãy giờ đứng cứ cười. Đấy, rất là cảm ơn anh và cảm ơn mọi người. Và mong rằng là anh sẽ giúp em để có được một buổi trọn vẹn trong ngày hôm nay. Em xin cảm ơn mọi người ạ. Một lần nữa thì không biết nói gì hơn hết, xin thay mặt cho Như Quỳnh
Xin trân trọng cảm ơn tới tình cảm của toàn thể quý vị và các bạn rất là nhiều đã đến chung vui trong buổi tiệc sinh nhật hôm nay.